Ngày 27 tháng 6, đội tuyển nữ Việt Nam đã trở về quê hương sau chuyến tập huấn tại châu Âu, nơi họ nhận được phần thưởng có giá trị 1 tỷ đồng tiền mặt và 36 chỉ vàng đính tên đại diện cho công ty TCP Việt Nam nhãn hàng Red Bull. Thành tích đáng kinh ngạc của đội tuyển với 4 lần liên tiếp đoạt HCV SEA Games, tổng cộng 8 lần, và hành trình đầy gian khó nhưng đầy vinh quang để giành vé tham dự World Cup 2023 cũng được tôn vinh. Trong buổi gặp mặt, huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung chia sẻ, tôi và đội tuyển nữ Việt Nam xin chân thành cảm ơn bộ VSTPDL, Tổng cục Thể dục Thể thao, VFF và Liên đoàn bóng đá Đức đã hỗ trợ chúng tôi trong chuyến tập huấn quan trọng này. Đây thực sự là một giai đoạn đầy ý nghĩa đối với đội tuyển nữ Việt Nam, vừa cải thiện kỹ thuật, vừa tăng cường thể lực. Ngay sau trận đấu vào ngày thứ Bảy, chúng tôi đã bắt đầu tập luyện thể lực để đáp ứng tiêu chuẩn của World Cup. Cũng đáng kể là sự ủng hộ từ bà con Việt Kiều tại Đức và Ba Lan, đóng góp quan trọng cho thành công của đội nữ Việt Nam. Trong thời gian 21 ngày ở châu Âu, đội tuyển đã có cơ hội tập luyện và thi đấu với 4 đội bóng mạnh. Ban huấn luyện không đặt quá nhiều áp lực về tỷ số, mục tiêu chính là để cầu thủ thể hiện mình một cách thoải mái, đồng thời xây dựng nền tảng cho chiến dịch World Cup sắp tới. Huấn luyện viên Mai Đức Chung chia sẻ thêm, chúng tôi đã thu về những kinh nghiệm quý báu trong hành trình này. Chúng tôi còn 2 trận giao hữu nữa để chuẩn bị tốt nhất cho World Cup. Mục tiêu của chúng tôi là thi đấu tốt nhất và trải nghiệm bước đầu tiên trong sự kiện lớn này. Tổng thư ký VFF, ông Dương Nghiệp Khôi, đã chia sẻ niềm hạnh phúc khi lịch sử bóng đá Việt Nam mới đây đã chính thức mở ra một trang mới khi đội tuyển nữ giành vé tham dự World Cup 2023. Trong hành trình chinh phục biển lớn, đội tuyển đã có cơ hội đối đầu và thi đấu với các đối thủ hàng đầu như đội tuyển nữ Mỹ, đội tuyển nữ Hà Lan và đội tuyển nữ Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, mạnh mẽ hơn cả là quyết tâm, tinh thần thi đấu và sự cống hiến tuyệt đối của các cô gái vàng, không chỉ dành cho người hâm mộ mà còn dành cho bản thân và cho niềm tự hào của bóng đá Việt Nam. Ông Dương Nghiệp Khôi đại diện VFF cảm ơn sự đồng hành và hỗ trợ quan trọng từ công ty TCP Việt Nam và nhãn hàng Red Bull cũng như các đơn vị khác, đã lan tỏa động viên và tinh thần thi đấu đúng lúc cho đội tuyển nữ. Sau chuyến tập huấn tại châu Âu, đội tuyển đã trở về Hà Nội và sẽ duy trì quá trình tập luyện. Ban huấn luyện sẽ tiến hành sàng lọc lực lượng để chọn danh sách chính thức tham dự World Cup 2023. Tại giải đấu này, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chạm trán với những đối thủ khắc nghiệt như đương kim vô địch thế giới Mỹ, Á quân thế giới Hà Lan và Bồ Đào Nha. Theo kế hoạch, các trận đấu sẽ diễn ra tại sân có mái che TP, Dunedin, New Zealand. Thành phố này nằm ở đảo Nam của New Zealand và có thời tiết lạnh vào mùa đông, với nhiệt độ có thể xuống thấp vào buổi tối. Ban tổ chức đã lên kế hoạch đảm bảo điều kiện chuyên môn và sức khỏe tốt nhất cho các cầu thủ trong thời gian diễn ra giải đấu này.